Phật dạy, này thiện hiện vì địa giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì thủy hòa phong không thức giới chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì địa giới rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì thủy hòa phong không thức giới rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vì vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì vô minh chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì vô minh rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bố thí ba la mật đa chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa rốt giáo không nên chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa rốt giáo không nên chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì pháp không nội chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế tôn, tại sao vì pháp không nội chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì Pháp không nội rốt giáo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì Pháp không ngoại, cho đến Pháp không, không tánh tự tánh rốt giáo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.